Hi chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với Ark Survival Evolved Game Map Extension nha. Hôm trước là mình đã ở bên kia núi tuyết này sinh tồn, thì hôm nay chắc là mình sẽ trở về. Các bạn nhìn cái skin cái đầu của mình đẹp ghê không? Đó, ở sau mình là mới giết con Kano để mình nướng mình ăn nè. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không? Ở khu này chắc là mình sẽ rời đi hôm bữa. Bữa mình sinh tồn đúng rồi, thật sự là mình quên mất tiêu tại sinh tồn lấy mấy cái đồ, thực sự là mình để cho đỡ mất thời gian thôi chứ nói chung là hơi bị lỗi một chút. Ok, hôm nay mình sẽ trở về, hôm nay mình sẽ làm một cái mới, đó chính là chế một cái con mét, nhưng đây là con mét tí hon nha mọi người. Đó, để mình đi trở về đó, mình sẽ trở về mình chế con mét nhỏ, coi thử nó với con mét lớn thì con nào sẽ ngon hơn nha. Con này thì chắc là di chuyển sẽ cơ động hơn. Hôm nay mình sẽ trở về bỏ cái làng tuyết bên đó. Trong đây còn một nhiều bộ tộc lắm, những bộ tộc ghê ghê rợn lắm luôn. Nhìn nó kiểu như huyền ảo kiểu gì á. Bây giờ mình sẽ về. Mình có cái gì ta? Cái súng của bên hình như đột kích hay sao á, nhưng trong đây nó dùng không được, để bữa sau mình tìm cách mình fix lại coi. Đây, cho mọi người xem nè. Đây nè, các bạn thấy không, cây M10 bộ M16A4 nè, mấy cây xịn xịn không à, nhưng mà chưa có dùng được tại vì cây này nó bắn không được thú. Vài bữa đó mình sẽ làm lại và mình sẽ đi đép thú cho mọi người xem nếu mọi người thích. Mình chắc chắn là cái súng nó rất là đẹp luôn và rất là mạnh luôn á. Con này giống bộ đi bộ thấy nhanh hơn đi bay á. Này thì nhào vô. Trời, con này sao nó trâu quá trời. Cái con này hôm nay mình thấy nó di chuyển kiểu gì á, kiểu như di chuyển kiểu bị lỗi sao không phải không giống lúc lúc trước. Rồi ấy đi, các bạn thấy cái skin nón nó đẹp không, nhìn ghê ha, đội nguyên một cái đầu khủng long vô đầu luôn á, chứ không phải là dùng dạng vừa nữa. Để mình có skin khác không, mình đổi cái skin khác coi. Hình như là mỗi bộ tộc là mỗi cái skin khác nhau, nên là để bữa nào mình sinh tồn mình sẽ làm mà không lấy một món đồ gì luôn, vậy là mới gọi là thử thách sinh tồn ở một cái bộ tộc khác. Hôm bữa là bộ tộc voi ma mút rồi, bữa sau mình sẽ làm bộ tộc khác. Bây giờ mình sẽ cần chế, đó chính là một cái armory. Để đâu ta, để mình kiếm đã. Cái này khó nhớ tên lắm, cái này là cái gì ta, đây rồi, thấy rồi. Nó cần crystal, electronic metal và polymer. Electronic, wow, có bộ ít đồ nha. Polymer nè, metal nè, lấy cái tinh luôn. Có gì nữa ta, không phải chữ gì quên mất tiêu rồi. Đây đây đây, metal thường, electronic và crystal hả? Electronic mình đã giết cái con kia được rồi. Hình như nãy con này nó có cắn nè. Cắn con đó mớ electronic. Mới được có 100 mấy chục cái à. 100 mấy chục cái là không đủ rồi. 400 cái là metal thường hay là crystal? Crystal như mình rất là nhiều. Để chỗ nào ta? Để mình cho mình kiếm coi. Trời ơi, 1.000 cái, trời, 15.000 tấm, hơi bị nhiều. Ok, vậy là nhiều lắm rồi. Bây giờ mình cần lấy cái gì nữa ta? Crystal đúng không? Ok, cần metal thường nữa. Để mình xuống mình lấy metal thường. Đi con nào giờ? Đi con này cho nhanh đi. Đi con kia nó ị dữ quá. Ở dưới đây rất là nhiều metal. Trời ơi, tôi farm hết luôn rồi. Dã man thiệt chứ. Mình farm hết hồi nào á trời. Ở farm không còn một cục luôn. Ôi, 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 ôi. Không có metal rồi. Ở trên đây còn nè.
Cái này crystal không à? Chết rồi, obsidian không à? Đá núi lửa không à? Hình như ở dưới dưới mấy cái chỗ vùng acid này cũng rất là nhiều metal thường á. Không, mình nhớ rồi. Mấy cái tảng núi ấy thường là metal rất là nhiều. Cái map này mình quên chỗ metal mất tiêu rồi. Mình farm sạch sẽ chỗ nhà mình luôn, là nói chung ở nhà mình không còn cục nào luôn rồi. Đập cái cục này là ra nguyên liệu gì quên mất tiêu rồi. Không thấy đâu luôn. Wow wow. Chắc xuống đập đá ra metal cho rồi quá. Ui cục kia rớt kìa. Hiếm lắm mà mới thấy vậy đó. Bữa giờ chơi tàn lúc mình kết thúc video thì nó mới có trận mưa nhâm thạch không à. Mà lúc mình quay thì chẳng có mưa nhâm thạch cho mọi người xem. Mưa nhâm thạch nhìn ghê lắm. Nó rớt kiểu như là nó rớt thiên thạch rơi li lị luôn, trúng con khủng long là con đó chết ngắt liền luôn á. Oh my god, không thấy một cái cục mấy cái cục mới thô luôn trời. À, đây nè đây nè đây nè. Mà chỗ này nguy hiểm thế. Tàn là con khủng long đột biến không à. Một đứa. Mày vô đây, mày vô đây. 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 Trời ơi, toàn đột biến không à. Không có cái map này nó vàng vàng á các bạn đôi khi các bạn nhìn không ra luôn á. Cái map này vàng vàng nhìn này, đó đôi khi cục đá như cục metal lấy gì mình nhìn ra được. Rồi, ok là mình đủ chế tạo cái máy rồi. Cái đất này như cái đá này mà nhưng cái màu của cái map này mình rất là thích. Nó làm nó kiểu dịu con mắt á, còn mấy cái map khác đa phần là làm một là cái kiểu nó không có đẹp. Không biết nói gì diễn tả, còn Aberration thì khỏi phải nói rồi. Nói chung là nó quá tối. Mình thấy map đẹp nhất là chỉ map map đầu tiên của game và cái map này là hai cái map mình cảm giác thích nhất. Ragnarok hay là cái mấy cái map kia thì nó làm cũng được mà nhưng không có đẹp bằng. Rồi, ok, chế tạo xong. Trời, hôm bữa mình kia mình hứa mình xây cái nhà chế tạo cái dàn máy robot này mà nhưng sao ta? Giờ mình chế cái nhà nó hơi bị lâu. Oh, để suy nghĩ coi, cái này cũng khá là to. Ai à, phải làm cái dàn nhà lên cho nó đẹp đấy chứ. Thôi, tạm thời để cái khu nghiên cứu robot ở dưới đất. Để ra ngoài để cho đẹp thôi, đi vô nhà. Kéo nhà cho đẹp. Nhà mình chật quá rồi. Giờ chế thêm cái dàn robot ra nữa hả? Hơi bị xấu quá. Nó chế được nè. Nhưng mình thích làm cái phòng kiến á, kiểu dạng để vậy nó ngầu hơn. Chơi người dơi luôn. Chỗ này nơi để mấy con trùm rồi mà sao để đây được. À, thật là khó nghĩ. Lên gác làm. Lên sân thượng chế luôn. Bốn. Được không? Trời nó to quá. À đây rồi. Trời ơi đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Rồi các bạn nhìn đỉnh không? Có cái lớp điện xung quanh nữa nè. Trời ơi, khỏi phải nói luôn. Đó, trong đây là cái bàn chế tạo. À, nó cần có điện hả? Ôi, cái này hết điện rồi. Biết ngay mà. Ôi, chà, hết gasoline luôn rồi. Để mình xuống mà lấy gasoline, mình ạc gì nó lên. Ác tiêu. Ok, 5 bình là đủ rồi. Đáng lẽ phải xây cái phòng kiến á. Cái phòng kiến nhìn đẹp lắm. Để cái này vô là đúng bài luôn á. À, quên lộn. Có điện chưa? Có điện liền, sáng lên liền, vô được không? Này là phòng kiến. Đó, các bạn nhìn đẹp chưa? Rất là đỉnh luôn. Cái này hôm nay nó có rất là nhiều loại. Hồi trước mình đã từng chơi cái mod này rồi. Nhưng mà cái mod lần này thì nó đã sửa rất là nhiều. Nên lần này mình mới quyết cài vô lại. Đấy. Metal đúng không? Metal nè. Silica nè.
Nãy giờ mình làm con chip nữa đúng không? Con chip nè. Cái này gì? Oh shit. Thiếu cái đầu. Thiếu cái core bit CPU. Đây, một cái CPU cho you. Một cái hand. Hand. Trời, thiếu ghê trời. Nắm gì? Ơi, cái gì? Nó chích nó hàng cái tay, các bạn thấy không? Nó hàng cái tay kìa. Ồ, nó hàng cái tay nè, đó. Đó, đó, nó giờ nó hàng cái chân trước. Đỉnh không? Các bạn thấy đỉnh không? Đó, nếu các bạn thấy cái mod này hay, các bạn đừng quên bấm một like cho cái mod này, nó lại làm tiên tiến nhìn đẹp ghê. Ôi, nghe tiếng điện chích nghe ghê quá ha. Nghe tiếng hàng cái lộn, có đó tiếng hàng. Cái gì nữa nhỉ? Nó làm cái chân, cái CPU cái này cái đầu đúng không? Trời ơi, polymer cần ghê vậy ông. Trời ơi, một lần nó cần giả man thật. Trong đây còn mấy thô rất là nhiều mình nhớ mà. 2006 luôn, thôi đưa đi hết đây. Mình đi qua mình chế tạo cái này coi. Polymer metal này thích crystal anh chặt trong mớ nữa. Cái bộ giáp Covid là cái nào ta? Cái này đúng rồi. Ủa, nếu mình chế Covid rồi mà ta. Rồi, giờ cái hai cái vai. Nó cần hai cái lận. Ủa, led cũng cần hai cái, hai chân hả? Trời, cần hai cái chân luôn men. Mới chế tạo ra được cái bộ giáp này. Còn cái này là linh kiện ngay đây. Ồ, light led. Ôi ghê vậy. 100 cái bỏ vô luôn. Còn này gì ta? Hình như đây là bộ phận update của nó. Ok, để mình đi mình lấy một ít. Giờ mình mà chế tạo là lâu lắm. Mình mà chế tạo là cực kỳ lâu luôn. Mình có một cách rất là đơn giản thôi. Đi qua đập mấy cái trụ đèn các bạn. Trời, đã nó không đi con này nó ị mà. Ôi chết cha mà đói vậy. Đi qua đập cái trụ đèn là nhanh nhất. Đèn đâu hết, trụ đèn đâu hết rồi. Kêu trong thành phố là rất là nhiều. Sao không thấy cái nào hết vậy? Ây, có sách học giỏi kìa. Không phải cái nào, không phải. À, có trụ đèn kìa. Why? Chỗ này mớ. Đó, mày ị đi mày. Để tao đi lấy đồ coi. Né ra. Da 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 da. Bơm. What the hell? Hình như chặt lộn bên rồi. Chặt cái này nè mới ra. Trời, ít nhôm à. Sát nhiều à. Ra tàn đồng nát không à. Ok, để mình dùng mấy cái này đi. Sát mình cũng không cần nhiều. Đi vô để từ từ. Mình biết rồi. Đi vô giết cái con... Ây da, trời ơi, không nhảy nữa. Nhảy mất máu quá. Đi vô giết cái con Enforcer là được cái gì? Giết tầm vài con thôi là ổn. Ở đây một con nè. Chọn. Con này nhanh ghê à, sao này không cắn? Ui, sao nó không cắn? Ok. Cái này là gì? Level 64. Trời, các bạn hãy chặt miếng không? Chặt một miếng mà mình farm nửa tiếng. Đó. Ôi trời, nó biến tới luôn. Lão, bố lão. Ê, chết cha, lỡ ăn rồi. Trời ơi, thôi. Mày ăn được có 200 mấy cái à. Đưa đây, đưa. Electronic đi cho anh. Ở trong đây là nhiều lắm. Đấy, rất là nhiều luôn.
Ấy trời ơi, mình đã chậm tay này rồi mà nó cũng quất luôn rồi trời. Thế là nó farm element hết. Một con nữa thôi, mình lấy một con nữa là về đủ rồi. Cái trụ đèn farm ít quá. Một con. Một con nữa thôi, chết quanh. Trời ơi, một con nó lấy cái element về mình chế cho nó. Chế cái, á lộn, lấy electronic chế cho đã. Thấy con mụ nào hết trời. Không thấy nào luôn á. Xung quanh đây mà không có là hơi ảo nha. Trời ơi, con này nó quýnh đôi khi nó quýnh mình nghĩ là con kia nó còn sống. À đây mình thấy rồi. Không phải nhìn lộn, nhìn lộn. Quanh đây mà không có. À đây rồi. Từ từ. Bình tĩnh. Ok. Trời ơi quá trời luôn á. Nãy giờ đáng không phải mấy ngàn cái rồi. Tại mình hơi quá tay. Ủa cho này đẹp thế. Con này giống kiểu kiểu mấy trong cái trường đại học á. Đây là một con nè. Nhóc. Một nhóc. Ok boy. Ok, mình nghĩ là đủ rồi đấy các bạn. Electronic khá là nhiều rồi. Rồi 2000 hai cái. Để em coi còn con nào không? Còn con nào mình phắn luôn. Ok. Thôi chắc được rồi, đi về. Ghiền quá, farm này đã. Ê cái này còn có nè. Ôi, cái này như một cái lồng chim á. Ờ mình nói chứ mình chưa có qua cái chỗ này nha. Cái này như một cái lồng chim khổng lồ các bạn ha. Nếu mà đầu game á mình mà thấy cái này là mình thấy là mình cũng chọn cái này làm chỗ ở cho coi. Nó rất là đẹp các bạn không? Có đường đi đồ các kiểu. Mà nhưng mình là chọn nơi khá là nguy hiểm. Hôm bữa mình thấy cái kiếm gãy bên đây nè. Cái kiếm có con mét cực kỳ đỉnh luôn. Mấy tập và mình tìm hổng ra lại. Nhìn nó kiểu như nó cổ. Ở đây có nhiều bia mộ vậy. Thôi, mình đi về. Nó còn 25%, 50%. Đủ về không? Có lên. Hết xăng. Ok. Lên tiếp nào. Còn một xíu xăng mà không gán gì. Mày tí mày xuống mày cho mày làm gì mày làm. Rồi xuống luôn. Đói. Làm gì làm đi. Rồi. Trời trên đây còn rẹt nghe ghê trời. Nghe như điện cháy vậy. Trời ơi, nè, electronic này, metal này. À, mình chế đủ cái bộ giáp đúng không? Nâng cấp cái chân, nâng cấp cái vai. Rocket nè. Mình làm hết luôn. Đấy, mình làm hết luôn. Hình như thiếu cái này. Hình như thiếu cái này. Ê chết cha lộn rồi. Đó mình sẽ nâng cấp toàn bộ con robot này cho mọi người xem. Đấy. Đó tưng 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 tưng. Để coi. Đây là mét khủng nè. Con này đi tiếng nghe đã tai lắm. Các bạn thấy không? Animation nó đẹp ghê không? Greetings to you, Captain. Welcome aboard.
Các bạn nghe tiếng ghê chưa? Mình hơi bị nạn quá nên nó đi không được. Các bạn nghe đã không? Công nghệ cực kỳ chất. Được, từ 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 để mình cầm cái gì nặng dữ. Trời trời cái này điên luôn. Lượm đâu một mớ sắt vụn về ấy. Trời hàng chi cũng nặng. Trời ơi mua hàng nhiều lên welcome. Mình nghe nó kêu welcome nè. Leo vô leo vô leo vô. Cái này nó kêu ồn quá thề. Để mình lấy đồ qua hết đã các bạn. Để mình tắt cái máy này đó. Để mình tắt cái máy này nó chích. Nó chích nó nghe ồn quá. Leo vô leo vô leo vô. Nhìn kìa. Ngồi xuống. Nhìn ghê không. Bây giờ mình sẽ bỏ đồ vô cho nó này. Đây là cái dạng rocket vô tay nè. Nó chấp nhận cái rocket này. Đó. Ghê chưa các bạn nhìn nè các bạn nhìn nè. Ấy hai cánh tay này cực khủng. Rồi nâng cấp thêm cho nó là cái gì. Cái này tay luôn hả. Cái giáp nè. Đây là cái armor. Đó. Đây là cái dòng kiến bảo vệ mình ở trong. Này nó hơi béo à. Ê, ê, ê. Ui rớt không sao. Kênh chưa từ từ. Ra ngoài nó còn có nhiều cái hay. Ê sao nó hiện cái màu xanh là sao ta. Cái này mình chưa hiểu lắm. Này ở trên màu đỏ xuống đây hiện màu xanh. Nghe tiếng đã tai đi đã. Ý ra đây màu xanh. Con này đổi màu liên tục vậy. Nhận diện màu hả mày. Trời ơi. Holy shit. Ôi. Các bạn ấy nó đỉnh không? Các bạn ấy nó đỉnh không? Ghê chưa? Từ từ mình còn nhiều hàng cho nó nữa. Cái chân. Nâng cấp thêm cặp chân hả? Cặp chân này chắc là nâng cấp lên chế độ nhảy cho nó hay sao á. À, tiếp tục chúng ta sẽ bỏ cho nó một cái này cái tay hả? Cái tay chắc này tay đấm bóc mà. À, từ 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 từ. À, với lại cái này là gì ta? À, quên lộn. Uầy. Cái gì vừa nâng cấp vậy? Trời ơi, nó nâng cấp càng ngày càng... Ờ, bỏ cái đầu mình ra đi. Đậy nắp lại. Đậy nắp lại ba. Đậy nắp lại. No ammo. À mình không có vũ khí ở trong nên nó không có chơi được. Từ từ à, để coi thêm mấy cái đây sách đồ. Cái sách đồ là cái nào ta. Cái yên ngồi phải không mà. Nhưng mà cái gì trời à, tên lửa rocket 800 viên. À ok ok thấy rồi thấy rồi. Là rocket chỗ này. Đó, còn cái này là nó gắn vô đây. Cái này là gì ta? Cái này là gì trời? Oh shit. Đây là một cái tảng băng các bạn. Keep spoiling shot of ammo. À, hình như cái này làm thúi thịt nhanh hay sao ấy. Giữ item. À, lộn. Đọc lộn. Giữ item của bạn lâu thúi hơn. Wow. Nhìn đẹp thế. Từ từ để coi con này còn nâng cấp cái gì không nha. Cái này là cái tay bắn đạn. Hình như là đây là đạn liên thanh. Đây đúng rồi. Hình như mình nhớ đây là cái đạn liên thanh của nó. Rồi ok mình test con này được nâng cấp lên rất là nhiều rồi. Vô nè ngồi xuống nè. Greetings to you, Captain. Welcome aboard. Giống chơi Subnautica á trời.
No error. Nó còn phím nào để hỗ trợ không trời? Oh, what? Holy shit. À, cái bộ, trời ơi, các bạn nhìn cái bộ giáp của mình kìa. Trời ơi, các bạn hãy comment bên dưới cho mình. Thực sự con này với con mét con nào chất lượng hơn? Rồi mình cần cái nhận xét từ tất cả mọi người chứ không phải là riêng về mình. Ôi mẹ ơi, chỉ có chưa đầy mấy tháng mà nó nâng cấp kìa. Ok, đợi chút, mình cho đứng ra đây. Mình đem con mét ra luôn. Holy shit, nó đỉnh. Đỉnh quá đỉnh luôn á. Trời ơi, bây giờ là trời 5 giờ sáng mà mình chơi mình ghiền luôn á. Đây coi con này là con nào. Ok, con này hợp nè. Này nha các bạn, con này duy nhất chỉ có chiêu bay y như Iron Man. Một con mét khổng lồ làm cái dài to như thế này thì cũng không quá khó. Rồi, đây là kỹ năng chém. Bắn súng. Rocket. Hết. Kiểu như là animation của nó tạm bợ hơn, còn con này là mini. Nó có animation mình leo lên từng thiết bị nha. Cái này nó hơi tối, góc hơi tối. Mình ra buổi chỗ sáng thì sáng mình review cho các bạn coi cái cảnh. Hôm trước mình chơi mod này lần rồi, mình ghiền lắm. Mà nhưng là một hình như gần cả năm trước lận. Cái mod này lúc đó thì nó khá là bình thường. Nó không có gì đặc biệt. À, nó chỉ có kiểu như là mặc giáp, hình chạy nhanh, hình nó có mấy loại lận. Nó có mấy loại robot lận. Và nhưng sau một thời gian thì nó nâng cấp thì mình thấy nó hơi khủng á. Leo lại nha, mình leo lại nha. Nó có thêm một thiết bị đó, Void. Nó có Void vô nghe, nó cảm giác nó như mình chơi Subnautica. Các bạn nhớ mình có series mình chơi Subnautica không? Chuẩn bị có giáp nó hiện nữa nè. Giáp nó hiện ra cho mình nè. What? Nhìn như Iron Man đó man. Nhìn chuẩn bị là giờ mình phiên mình là nâng cấp cái vũ khí sau lưng lên. Tao. Ghê kìa các bạn, nhìn nó tởm chưa. No arrows. No arrows. Các bạn biết sao no arrows không? Tại vì mình đang hình như là không có đạn của nó. Để mình coi coi. Cái đạn này là dùng cái gì đây? À, cái này dùng hit control. Còn cái này là dùng nút error. À đúng rồi. À, house bay để bắn. No ammo. Bắn thế quái nào trời, lừa đảo vậy. Mà nhìn con này nó chất dã man luôn á. À, từ từ để đây là bắn rocket thì mình biết rồi. Cái armor của nó là giúp cho mình trâu lên một chút nè. À ok, thiếu một cái món các bạn. Ok thì mình vừa mới làm thêm một mớ đồ đây. Nâng cấp lên cho các bạn luôn. Mình buồn ngủ quá rồi mà nhưng thực sự là chết rồi, mai làm chắc khỏi xong khỏi lên công ty mình ngủ quá. À, từ từ đã nè, giờ làm cho đã rồi. Mai lên tính gì tính. Đây là để mình chuyển qua hết đồ qua nè. Đó, để đồ qua hết trước đã. Cái repair trừ tí nữa mình sẽ đi kiểu như là chém lộn. Tại sao các bạn muốn mình dùng con này đi đép thú không? Các bạn muốn thì đừng quên comment bên dưới nha.
tăng stamina. Trời ơi, nó hồi máu tốc độ gọi là bàn thờ luôn. Stamina con này 750.000 máu. Ôi chết được mới sợ. Nè, cái này là cái bình sửa chữa của nó nè. Ok, bây giờ cái này là cái gì ta? Cái này hình như đây là flash 3 đạn. Cái này là cái AWM armor, đó chính là armor, chính là cái đạn của nó, đạn plasma của nó. Còn cái này là đạn cho rocket. Hình như là mình nhớ không lầm là cái đạn này small number high rank high ray ha, for fire ha. Chắc khoảng cách xa. Con này là gì? Flame thao. Ôi súng lửa. Oh shit. Súng lửa các bạn ơi. Cái gì vậy? Trời. Wow. Té luôn. Từ để mình chỉnh solo mode cho nó hồi máu nha mọi người. Ok, hồi máu rồi, mình tét cái súng này trước. Trời ơi, cái này đã quá. Oh my god. Sao mà nó phê trời. Đẩy giáp vô. Activate. Bắn lúc nào men. Từ từ tắt ca đã, để ca đi không được. Ui. Wow. Bắn nè. Cái gì vậy trời? Trời ơi, như phim ấy. Con này vô đây gọi là hợp thời luôn á. Từ từ, đổi chân mày, chân này đi chậm quá. Rồi cái bạn này đã không? Đổi, mình đổi cho nó cái dàn chân. Chân này chưa nạp năng lượng. Ủa, nạp năng lượng của chân chỗ nào? Chưa nạp năng lượng, chạy chậm. Đây, dục bớt cục đá đi, nặng quá men. Nặng quá. Chà. Chết rồi. Một thú thường bị mình phun lửa chí chết. Ê, thử coi độ cứng của nó thử coi ha. Thử coi con này nó cắn mình chết không. Cắn bể giáp không. Ê nhóc, come here. Ui mẹ ơi, cặp kìa. Trời, sợ quá. Đủ chưa. Nè, đứng gần cho quýnh nè. Đốt mày nè. Yeah, cha. Đốt mày nè. Nướng mày luôn, nướng thịt mày luôn. Bắn nó. Bắn lúc nào vậy? Chưa quên các bạn ơi, mình chưa test tên lửa xong. Nướng mày luôn. Bộ lão hả cụ? Bộ cây kia bắn sao trời? Nó kêu hold space mà đúng không? Này là lão ơi trời. Kêu hold space để bắn mà. Cái này kêu nè. Pressure button. Press nhấn and hold the space button. Nó kêu để bắn nè, để bắn là nhấn và giữ cái phím cách. Ok. Nothing. Không thấy cái gì luôn á, lừa đảo. Trời ơi, cho mọi người review cho đã. Trời ơi, hai cái ống lửa nó còn xì khói kìa. The ABM is deactivated. See you, Captain. Goodbye. Sao mày quên từ goodbye rồi mày? Cái gì vậy? Sao này không cho dùng? Ác vậy? Ê, cái gì vậy? Uầy! Cái này là cái gì vậy? Leo lên. Trời, chuẩn bị. Giáp. Ủa cái này xuống mày đứng mày đái quá vậy? Xe, không phải đâu. Ui cái này rocket các bạn ơi. Cái này mới bắn được nè. Cái hồi nãy chơi ảo nè.
cái nãy là mình chưa chưa nó bị lỗi sao á. Bắn nè, đái nè. Wow. Wow, trời. Đây là cái kiểu như là cái tầm ngắm á. Này này mày đái mày viên nè. Dã man chưa? Cái đẻ thú rồi đâu, bữa sau đép đép cái trụ 10.000 cho dễ. Đép trụ 100.000 nó quýnh bành robot luôn. Ôi còn nhiều cái lắm luôn. À, cái này là đổi đạn. Ơ phải cái này thêm đạn lửa. Ủa cái này gọi là à đúng rồi. Còn cái plasma này mình cảm thấy nó hơi bị vô duyên một tí, không biết sao nó dùng không có được. Còn cái đôi chân này tại sao? Đôi chân này tại sao nó không có gì tật đi con? Ok hiểu rồi. Input input coi. Phèo quá, nhìn nó leo vô mình thích ghê á. Cảm giác đã. Greetings to you, Captain. Welcome aboard. Giống y tiếng Skorika. Chạc cái này bằng cái gì trời? Ủa chạc đó bằng cái gì hả? Red ship mình nhắn hết rồi mà. Protect the animated when put on ship. It's the scale. Input thì nhấn nút O. Bỏ cái này ra coi. Nhấn được đâu trời. Dạ mang hả? Ủa mà input cái gì? Ơ chết cha, cái này nhấn O là dục mà. All systems are disabled. Goodbye. Cái gì ta? Tại sao mình không insert được ta? Cái này là plasma. Cái này là stable hả? Trời. Các bạn nhìn nào. Ghê chưa, nó truyền điện nè. Ok, cái đó là đạn plasma. Cái đạn là đạn plasma đúng không? Ôi, sao không thấy chặt đạn với mấy ông tướng. Cái này là Red Sea. Ôi, đâu rồi? Red Sea hả? Cái này nó lừa đảo quá nha. Bấm thấy bà luôn á, không được luôn á. Hay là mình cho mình núp ta. Mình bấm hết giống nút nó rồi mà nó ghi sao mình làm vậy mà. Cái này nó che mất tiêu rồi. Từ từ đọc coi lại coi. Ủa cái này. Raidat Dino là sao ta? Tại sao không? Để thay đổi cái size. À nhấn nút C. Ok. Này là bộ giáp. Bộ giáp kia 410. Ui trời, này 600 luôn men. Còn cái này là, cái này là bắn cái gì đây trời? Hit control. À cái này biết rồi. Trời. À biết rồi, đây rồi. Đây là plasma tự vô. Chon. Tiến lên. Ta tiến về đồng bằng. Pen. I am Iron Man. I killed. Con này nhìn đỉnh quá. Còn cái dụng cụ nhảy nữa, cái này để bữa sau mình nghiên cứu đi. Chơi này phê á, để bữa sau mình cho mình quẩy cái này cả tập luôn cho mọi người chơi cho đã. Này chưa đã, này nãy giờ nghiên cứu mấy lần nghiên cứu cái thiết bị của nó. Nghiên cứu chế tạo. Để mình thọc con này viên coi. Mẹ nó hụt coi. Chú. Cũng ghê đấy chứ. Cái này nếu đáp 10.000 dư sức, mình hứa 10.000 dư sức đối với một con như thế này. Lên luôn. À. Ôi cái gì vậy?
Trời ơi. Sao sao chuyển được ta? À, à cha 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 biết rồi mẹ ơi. Nó bắn hơi bị xa luôn á mọi người nhìn nè. Đái xa lắc xa lơ luôn. Tao xuống một chơi mày luôn nè, khô máu mày luôn nè. Vô đây, vô đây. Phun nước miếng vô người robot có tác dụng gì? Trời, trời, trời. Cùi bắp. Không có tuổi nha cưng. Nào nữa, mày tới đây luôn. Bắn mày rụng luôn nè. Nhóc kia tới đây. Trời ơi, đùa. Trời các bạn, đỉnh thiệt, đỉnh của đỉnh luôn. Wow, phê thiệt. Các bạn hát này hay không? Nếu clip này hay các bạn đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình để bữa sau mình dùng con này mình đi đép trụ nha. Rồi bây giờ thì chắc lẽ là video tới đây của mình dừng lại rồi, mình chắc phải đi ngủ lẹ rồi. Được rồi, chào mọi người nha. Nhớ nhớ chiều ủng hộ mình coi clip may đáp giùm mình nha, được rồi. Chà chà chà. Bam. Bam. À đóng cái này vô. Mình chưa nghiên cứu được, để bữa sau đi tập xong mình sẽ nghiên cứu cái mụ này nha. Đó, cái này không bắn được. Cái này mình không biết không sao bắn được chứ. Ý. Yeah.